Vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện Đa Dâng Đa Chô Mô tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ bị sập, khiến 11 công nhân, cán bộ kỹ thuật đang thi công đường hầm bị mắc kẹt. Hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành một cách khẩn trương. Nguyên nhân ban đầu về sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng Đa Chô Mô được cho là nhiều khả năng do địa chất yếu cộng với mưa trong những ngày qua. 10 tiếng đồng hồ sau sự cố sập hầm, những gương mặt mệt mỏi vẫn đợi chờ trong hy vọng. Cho đến thời điểm này, thông tin về những người công nhân bị mắc kẹt dưới hầm vẫn vô cùng mịt mờ. Trong ca làm sáng ngày 16 tháng 12, hơn 30 công nhân của công ty cổ phần sông Đà 505 đang đổ bê tông vòm hầm dẫn nước thì sự cố xảy ra. Theo thông tin ban đầu, 20 người đã thoát được ra ngoài, 11 người, trong đó có một phụ nữ đã bị mắc kẹt lại. Chỗ sập cách cửa hầm khoảng 300-500 mét, kéo dài khoảng 6 mét với hàng trăm mét khối đất đá bịt kín. Đến đây thì chúng tôi đang tập trung mọi giải pháp để có thể thông hơi, thông khí để cho số công nhân hiện nay đang mắc kẹt ở phía trong. Và đồng thời thì điều nhiều cái phương tiện trong điều kiện có của địa phương, của tỉnh. Chúng tôi quyết tâm là tập trung mọi cái lực lượng cũng như mọi trang thiết bị cần thiết để trước hết là cho tạo cái thông khí, rồi sau đó có các giải pháp tiếp để đưa người ra. Đến cuối giờ chiều nay, đã có tới 150 người thuộc các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế cùng nhiều phương tiện ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Trong đó, đội ngũ trực tiếp khoan đường hầm khoảng 60 người được chia làm 3 tốp thay phiên nhau khoan. Từ địa điểm bị sập cách cửa hầm khoảng 500 mét, máy khoan chuyên dụng đã được đưa vào khoan ngang nhằm đặt ống dẫn khí đưa oxy vào phía trong đường hầm với hy vọng duy trì dưỡng khí cho các công nhân đang mắc kẹt. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã đưa một ống sắt có đường kính 60cm vào để hút đất đá ra, đồng thời cho các nạn nhân chui theo đó mà ra ngoài. Song công tác này đang gặp khó khăn do khối lượng đất đá sập xuống tương đối lớn. Hiện nay mưa to đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Lượng nước chảy vào hầm ngày càng nhiều, cùng với địa chất, đất đá, sắt thép, bê tông, lẫn bùn nhão, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi có những cái giải pháp để gia cố đường hầm, rồi là để đưa đất đá đã bị mắc kẹt ra ngoài, xong cái đó sẽ đưa những người mắc kẹt ở trong ra. Đấy là những cái phương pháp chúng tôi phải thực hiện, nhưng hiện giờ thì chúng tôi đang tiến hành từng bước một. Hiện các lực lượng ứng cứu vẫn đang tiếp tục gắng sức đưa dưỡng khí xuống hầm và khẩn trương tìm kiếm vị trí rò rỉ nước mưa từ phía trên đỉnh hầm để kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Đồng thời triển khai các phương án hút nước từ trong đường hầm ra, các lực lượng ứng cứu sẽ tiếp tục làm việc 24/24 giờ để đảm bảo tính mạng tối đa cho các nạn nhân. Công trình thủy điện Đa Chương Đa Chô Mô khởi công từ năm 2003, có tổng công suất là 22 MW với sản lượng điện trung bình hàng năm là 109,27 triệu kW với tổng mức đầu tư là 475 tỷ đồng theo hình thức BOO, tức xây dựng sở hữu kinh doanh. Nhà phóng viên VTC14 đang có mặt tại hiện trường sẽ cập nhật thông tin về vụ việc này trong bản tin cuộc sống 24 giờ phát sóng vào sáng ngày mai 17 tháng 12. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.